Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái mẹo để anh em có thể trang bị được cầu phúc giống nhau trong cái con game Gunpow này anh em nhé. Thì anh em làm thế nào? Đầu tiên thì anh em sẽ vào trong mình trong cái mục nhân vật, sau đó là anh em sẽ chọn cho mình một cái mục cầu phúc nhé. Đó, như mình là mình hiện tại là mình sẽ tháo ra và mình sẽ làm cho anh em từ đầu để anh em biết nhé. Mình làm tháo hết cầu phúc ra này. Rồi anh em, đây là mình sẽ gộp mấy cái kia cho anh em nhìn cho nó khỏi bị lóa mắt nha. Rồi đầu tiên thì anh em làm nào để có thể mà trang bị được cầu phúc giống nhau thì đây mình sẽ gộp luôn cái này vào để cho anh em coi nha. Rồi đầu tiên thì cái túi của anh em, sau khi anh em vào trong cái chỗ cầu phúc này, anh em nhặt nhanh được cái cầu phúc mà anh em quay ở trong vòng quay may mắn đấy, thì anh em sẽ nhặt nhanh và anh em sẽ úp lên, đúng không? Nhưng anh em không biết làm nào mà để trang bị được cái cầu phúc này thì ví dụ như mình trang bị này một cái thì được anh em, thì trang bị cái tiếp theo thì nó sẽ báo là xung đột cầu phúc trên người anh em nhé, thì bấm vào trang bị nhanh cũng sẽ không có tác dụng, đúng không? Đó, và mình cũng có thể là mình sẽ thoát ra mình vào lại và mình sẽ bấm vào cầu phúc cũng sẽ không được, đúng không anh em? Đó, như vậy là không được. Thì anh em làm như nào thì cái mẹo này nó cũng rất là đơn giản thôi anh em. Bây giờ thì anh em sẽ tháo cho mình cái cầu phúc cũ này ra, sau đó anh em sẽ vào chữ tiệm cầu phúc cho mình nhé. Anh em sẽ mua cho mình một con cầu phúc bất kỳ nào đó. Đây, ví dụ mình mua một con cầu phúc phá rác này. Mình mua con cầu phúc phá rác và mình đã có con cầu phúc này rồi, đúng không? Sau đó thì anh em sẽ bấm vào trang bị đó. Đó là anh em sẽ bấm vào trang bị nhanh. Mình sẽ tháo con cầu phúc ra và mình trang bị tiếp. Rồi mình sẽ tháo con cầu phúc ra trang bị tiếp anh em nhé. Và mình tháo cái này ra. Đó, mình sẽ tháo cái này ra và mình sẽ trang bị tiếp. Như vậy thì mình đã trang bị được tổng 6 cầu phúc giống nhau trên người. Và bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Nếu mà anh em muốn không phải muốn bấm kiểu kia thì mình cũng có một cách nữa cho anh em này. Bây giờ mình sẽ thu hồi cái cầu phúc cũ đi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ thu hồi cái cầu phúc cũ. Rồi, đồng ý. Anh em sẽ chọn cho mình một cái cầu phúc. Anh em sẽ mua cho mình một cái cầu phúc. Một cái cầu phúc đây đi, cái cầu phúc hình cái hoa, hoa có cánh anh em này. Anh em mua cho mình một cái này nhé. Anh em đã xin mời anh em. Đó, anh em trang bị cái cầu phúc đầu tiên này vào và anh em cứ thế trang bị thôi. Rồi, cái mẹo trang bị cầu phúc này mình sẽ giới thiệu cho anh em đến vậy thôi. Rồi, anh em rất dễ dàng để làm thôi anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Chúc anh em chơi game thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em trong những cái hướng dẫn tiếp theo. Tạm biệt anh em. Bye bye.